Tôi tuyên bố cho cô biết, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ của gia đình này. Mới nói cái gì đó? Hả? 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 Chủ nói gì? Dám nói lại lần nữa không? Làm gì không dám? Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ của nhà này. Chủ nè. Mưa buồn ơi mưa buồn, trời mưa cứ mưa mưa buồn hiu, cứ mưa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Ông làm gì vậy? Trời ơi, bà đừng có la, tôi đang giái trời giái đất cho ông trời quang mây tạnh, mình mua mai bán đắt. Giái trời giái đất thì ra ngoài sân giái, mắc gì giái vòng vòng đây giống như lộng cúng tôi vậy hả? Trời đang mưa ra ngoài lỡ trời đánh anh sao? Nam mô. Lộng thân. Hô, lên ghê chưa? Vừa giái xong có khách liền, anh uống gì anh? Tôi hỏi anh á. Em hả? Ừ, tôi hỏi anh á. Cà phê đá. À, có liền ngồi chơi. Ngồi. À, dạ. Ông Thân. Hả? Ba tôi đi nước cam luôn. Có liền, có liền. Thôi, vậy anh bị gì vậy? Anh không biết tôi hay không? Cái tiền với hỏi anh uống gì? Sáng giờ quán ế quá cho nên hơi sảng. Hơi sảng sảng hả? Ừ. Mà hồi nãy em đi ngang em nghe chị hát cái gì đâu. Hay á. Hay không? Hay. Trời, nó phải nịnh cho chị chứ, cái giọng chị y như là Misa vậy đó. Ý mày nói là tao hát dở với con Misa hả? Hả? Mày tin tao dũa cho cái mỏ mày nó bằng lại luôn không? Em thấy sao em nói vậy mà? Bà Misa hát cũng hay mà. Misa là cái con hát dở như cái thớm này á. Chị nói nhỏ nhỏ thôi. Chị nói lớn quá, bà ngoại Misa mà nghe được bà qua bà dở quán chị luôn á. Trời ơi, trời tao sợ quá, tao thách bà qua đây luôn á. Nhỏ thôi. Mà ông Thương. Dạ. Có nước cam chưa? Dạ, có liền, có liền. Lâu lắm. Anh uống gì? Cà phê đá. À, có liền. Ông Thương. Dạ. Sao ngon ngay vậy? Anh sợ em đau bao tử. Ông muốn tôi tiểu đường hả? Ừ. Ê gì? À, không có. Để em pha ly khác nha. Trời. Anh uống gì? Cà phê đá. Dạ rồi. Trời bị gì ta? Chị sao anh bị lâu chưa chị? Sáng giờ ế quá sảng. À mới bị sáng giờ thôi hả? Ừ. Nhưng mà vậy thấy vui á chị. Sao vui? Chị có ông chồng đáng đồng tiền. Thiệt. Dễ sai dễ bảo, kêu gì làm cái đó. Ở nhà chắc hai chồng sống vui vẻ lắm ha. Trời, lấy chồng á là phải dễ sai dễ bảo, đúng không? Dạ. Chứ lấy chồng không lẽ lấy về để anh bàn thờ để thờ. Vậy luôn hả chị? Trời. Nhưng mà chị, cái này em tâm sự với chị không nha? Chị đừng nói ảnh biết. Tâm sự gì? Ảnh có hay ngồi tâm sự với em. Ảnh nói là cuộc sống của ảnh dạo này bế tắc lắm. Ảnh buồn dữ lắm chị. Đôi lúc ảnh khóc luôn á chị. Ảnh nói ảnh khóc thầm hoài luôn á chị. Ảnh còn tâm sự với em vậy nè, nếu mà cuộc sống của ảnh á mà cứ như vậy mà kéo dài hoài luôn á thì sớm muộn gì ảnh cũng hả treo cổ tự tử chết. Cái gì ông dám nói vậy với ông luôn á hả? Em nói gì thôi chứ em không có gì hết trơn hả chị? Mà ông Thương. Dạ. Đây em uống đi, xin túi xoài. Anh uống gì? Mà ông Thương. Ông nói cái gì về tôi hả? Ông đi bêu réo tôi với hàng xóm là tôi ở nhà tôi độc ác lắm đúng không? Ông áp lực lắm đúng không? Làm gì có. Trời ơi, em nghe lời ai vậy? Thằng nào anh mà biết thằng nào du quan giáo quả hả? Anh đập vô mặt nó liền luôn á. Làm gì? Bình tĩnh anh. Bây giờ có thằng Hoàng ở đây. Ông nói làm sao thì nói nha. Để nó hiểu lầm á là ở nhà tôi áp bức ông nghe không? Nghe chưa? Còn ở hàng xóm này á, ai á mà học mạch một lần nữa ha, tôi vũa chứ không còn cái răng ăn cháo nữa. Bội à, cất tủ lạnh đi, không uống nữa. Trời, chị hiền ghê anh hả? Giang à, cà phê đá đâu? Đập mặt mày luôn cà phê đá. Tao tâm sự với mày, mày học mạch ra cho bà làm chi vậy? Thì hôm bữa anh kia anh nói cho em nghe, em tưởng đâu anh nói xong cái là thay lời muốn nói lại với chị cho nên mới nói chứ. Mày phải hiểu cái đó là rượu nói phải tao nói. Càng nói tức quá tao muốn đập vô mặt mày luôn á Minh Hoàng. Tôi cái rượu được rồi, cho em ly xin tối xoài. Kìa, uống đi. À, cảm ơn. Không có được uống mày. Tôi khách mà, tôi mua tôi uống chứ. Cái này của khách VIP. Rồi ông bán rồi ông thèm uống luôn.
Chuyện gì vậy cưng? Ê, sao vậy? Nói nghe coi, có chuyện gì á? Đây, vợ la, tối nay không biết có được ngủ trên giường không? Tức thiệt, một người á thì để vợ lên đầu, còn một người á thì nhu nhược. Đúng là sỉ nhục đàn ông mà. Đừng nói nữa mà. Minh Hoàng ơi, Minh Hoàng, Minh Hoàng, chiều rồi dậy nấu cơm. Nhà trước đi, xíu anh về liền. Vậy vậy trước đi, anh trả tiền xong anh về liền. Vậy đi. Lẹ nghe. Đi về. Nghe chưa? Giận mặt cái kiểu đó. Đừng có giận mặt với tôi. Con vợ em mà đi chậm chút xíu nữa là hai ba bàn tay vô mặt nó liền. Trời ơi. Mày dám đánh vợ luôn hả? Tôi đánh là chuyện bình thường. Dạy vợ là phải dạy từ lúc nhỏ hiểu không? Ghê hả? Sao ghê, bình thường anh. Nè, hồi nãy trước khi mà con vợ vô đây là mọi người có thấy là trên má nó có dính cái gì không? Thấy cái bầm tím á, bầm tím. Tao tan đó. Trời đất ơi. Trời ơi. Tao quýnh mà né mày. Tao vô đây né con chứ nó bóp bên đây liền. Đâu phải dẫn chơi được. Minh Hoàng ơi, em là thần tượng của anh. Cái đó bình thường thôi anh ơi. Có cái bí kíp gì chị tôi với anh đi. Chị đi. Cái gì cũng phải có bí quyết. Thằng hùng dũng này, kể từ hôm nay sẽ không còn sợ vợ. Ta phải thật mạnh mẽ lên, không để tiếp tục cho vợ mình đè đầu cưỡi cổ. Bởi vì ta là ai? Bà má đặt cho ta cái tên là Hùng Dũng, mong muốn mình trở thành một anh hùng mạnh mẽ. Này, phải khởi nghĩa, khởi nghĩa. Ơi trời ơi, mệt quá. Đường xá gì mà kẹt xe thấy sợ luôn á. Ê chồng, lấy ly nước uống anh. Nghe không vậy? Lấy ly nước uống coi. Mệt quá. Khát nước hả? Ừ. Khát nước sao không tự xuống dưới mà lấy? Tôi không phải là ôn xin của cô để cô sai bảo, hiểu không? Mới nói gì vậy? Bộ cô điếc hả? Cô không nghe. Tôi nói rất rõ là muốn uống nước thì đi xuống dưới mà lấy. Tôi tuyên bố cho cô biết, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ của gia đình này. Mới nói cái gì đó? Hả? 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 Chủ nói gì? Dám nói lại lần nữa không? Làm gì không dám? Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ của nhà này. Chủ hả? À, à, à. Chủ nè. Đó. Ê, ê, ê. Đi luôn đi. Cái gì? Ông nói gì thiệt hả? Thiệt. Anh là người lớn, không lẽ anh nói xạo em? Không thêm không bớt một câu. À, thì ra cái thẹo này là do ông đánh tôi hả? Ông nói vậy mà. Khoan, mấy vụ bầm á, đừng có sức muối, không có hết đâu. Lan Ngọc gà nè, tin tôi đi, kinh nghiệm sống. Ông Thượng, lấy đi sinh tố nãy cho tôi. Ông làm gì vậy? Uống sinh tố xoài. Cái ly sinh tố này của tôi mà. Thích uống sinh tố xoài đi tự hoa mà uống. Trời. Ly sinh tố này là của tôi. Còn cô, đi là bạn đi. Bữa nay ông học ở đâu ra cái thói đó vậy hả? Tiên xa, tôi cảnh cáo cô, tôi nói cho cô biết nha, chồng cô Mộng Thường là một đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, còn cô chỉ là một con vợ quen thôi. Nói cho biết nha, muốn ăn trứng không? Muốn ăn trứng không? Muốn ăn trứng không? Dạ muốn. Sợ rồi phải không? Ngoan, ít nhất là phải như vậy chứ. Dạy vợ từ thở bơ vơ mới về,
Biết chưa? Mộng thường. Cô thư giãn mộng thường á. Cô thư giãn. Cô cái gì? Tôi là Hùng Dũng, tôi là Hùng Dũng, phải chồng chị luôn nha. Không có nói nhiều, hôm nay tôi phải dạy cho thằng cha mộng thường này một bài học mới được. Dạ chị. Đi. Không biết á, Hoàng Chiêu nó làm sao, chứ nó chỉ mình lên mặt với vợ á, sao mình còn bị đánh nhiều hơn. Hết, sao cái mặt sưng thấy ghê vậy? Hồi nãy làm như nó quýnh, nó giận nội công, nó quýnh một cái nó chưa có sưng liền, chờ giờ nó mới sưng. Thôi đẹp quá. Em nói thiệt anh, em cũng ráng về em gồng hết mình, em giận dữ với nó mà chưa nói dứt câu nó quýnh em bầm mắt luôn. Anh nghe thấy gì không? Trời đất ơi, kiểu này ở trong đó là thằng Lưng Quỳnh nó đang tát lên thằng Lưng 4-3 cái. Lên bối xuống vỏ ra anh. Đánh về nhỏ chết làm sao? Cứu nó mới được. Cứu đi. Quang ơi, mở cửa đi Quang. Quang ơi, đừng có hành hạ mà nhỏ như vậy. Quang ơi. Lên đi, em có sao không? Gì vậy? Thằng Quang nó đánh em ra nông nổi nè. Ai đánh? Trời đất ơi, bầm mặt hết rồi nè. Chảy nước mắt quá trời nè. Tôi đánh thằng Quang nó đánh tôi. Em nói thì sao á, nó qua nó kể nó đánh em tan nát luôn á. Tan nát gì? Tan nát chỗ nào? Để đi cái vết bầm chứ đâu. Tôi nói cho mấy người biết nha, cái vết bầm này là tầng hôm qua. Tôi đi ngoài đường, tôi vừa đi tôi vừa lướt Facebook, té đập mặt thôi. Ây da. Đánh người nào? Nói với anh vậy hả? Ừ. Minh Hoàng. Ây da. Béo. Đánh. Hoàng. Sao? Bộ mới đi sở thú ra. Mặt bị mèo cào hả? Sao? Anh nói với chúng bạn anh là anh đánh tôi bầm mặt hả? Rồi anh chỉ cách người ta đánh vợ làm sao? Làm lại tôi coi coi. Trời đất ơi, cái thằng này đúng là cái thằng sợ vợ á. Không phải, nó không phải là thằng sợ vợ. Cái lại gì? Mà nó là đệ nhất sợ vợ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là...